Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây từ từ bá đạo đó người nha. Xin anh nghe một game poker ở trên nha, mình đây từ từ bá đạo các bạn. Ok, tiếp tục hành trình rô top xem với anh em. Hôm nay thì tiếp tục cái cuốc là anh em, hành trình cái cuốc ngày thứ ba anh em. Đó, thì buổi sáng thì mình vừa update video cho anh em xem rồi, bây giờ tiếp tục hành trình cái cuốc các bạn. Thì hình trang đội mình hiện giờ đã lên được 194k rồi các bạn. Đây, giờ tiếp tục cái cuốc thôi các bạn. Thì lúc trưa mình có hỏi anh em thì đó là mình có lên đổi không, chứ anh em bảo đổi tôi không thấy hợp lý các bạn, tôi đang tính đổi nhưng mà trước mắt có một vấn đề các bạn, chắc phải từ từ các bạn. Bây giờ hôm nay ngày hôm nay để kim cương để đi ải đó anh em, giờ đi tổ đội lên server đó các bạn, chứ giờ mà cộng thì hơi phí các bạn, mới cả để cộng skin cho nó lên đã, vì bây giờ bet mới đặc biệt đa số phải cộng skin các bạn ạ. Đấy, không là không 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 nuôi kịp các bạn thân mặt nào. Đấy, thì nó lên giờ anh em 195 rồi nên nó chuyển giờ. Đây, tôi đang nuôi cháu nó lên ngay sau đây các bạn. Đấy, giờ trước mắt cứ nuôi từ từ lên để cộng skin anh em. Nuôi cộng skin ổn áp xong thì bắt đầu truyền qua là vừa. Chắc tôi sẽ truyền luôn các bạn chứ không nuôi nữa. Tôi truyền từ cháu Charak qua cho luôn. Đó, truyền thẳng từ Charak cho qua luôn. Ok, cứ tính vậy đã. Bắt đầu giờ thì đi cày tổ lên server đây anh em. Đăng x2. Ok nha, có gì đó tôi quay bạn coi. Ok. Ok, nói gì giờ anh em? Nên nói gì giờ nhỉ? Có phải như trời giúp tôi không? Hôm nay tôi kêu tôi sẽ đi truyền bet cho hẳn hai viên đá truyền rồi anh em, cho thoải mái thư giãn luôn, không cần phải đắn đo về vấn đề đá nữa các bạn. Trời ơi, giờ kiểu như là mày có truyền hay không thôi ạ. Trời ơi, đá thật sự ạ. Ok, thôi tôi kể tiếp đây anh em. Ok, xong bạn nha, buồn luôn. Trời ơi, lâu gần chết luôn anh em, buồn lắm rồi, đi lâu quá trời luôn ạ. Ben có gì đây, hãy trả tiêu phí nhận quà này, ngon. Và lem ngay các bạn. Xem nào, 40 dương ngày hôm nay mang về được gì đây? Hai cánh mì ạ. Ôi, hai cánh mì thôi à. Wow, được hai cánh mì thôi các bạn. Tôi tiền rất là nhiều nhưng mà được có hai cánh mì anh em. Không biết thì nó là đen hay hên đây. Ôi mẹ ơi, lại là mình đã chuyển cũng ngon. Chốt nào. Rồi, nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban đầu. Đây à. Đồng đội. Chiêu pool rồi, ban đầu hết rồi. Đúng rồi, ok vậy. Đánh kì không đủ, thanh hóa không đủ. Ok à. Tôi bỏ đi anh em nút khác lần sau, nhận điểm nào.
Mà đúng cái kiểu mà cú mà không làm gì được ấy các bạn. Đúng cái kiểu cú mà không làm gì được các bạn. Ok, thì ngày hôm nay chắc cày đến đây thôi anh em. Giờ chúng ta sẽ đi định mệnh tí các bạn nhá. Tôi sẽ đi tham chiến định mệnh anh em. Hai với quả tem này. Ra trận nào. Chù, bên đội bạn đến 45 luôn rồi, căng thế. Pumpkin nữa nào. Ok, đánh vào con cha rắc này anh em này. Úi một đấm. Biến hình này nữa lại còn sai lầm nữa các bạn. Khác mà khác hệ mà anh em. Ui trời ơi, nói chung thì con bé đấy thì nói là khỏe thì cũng khỏe anh em, hay là do tôi vẫn chưa nâng được cao lắm anh em, nhưng tôi cảm thấy nó vẫn yếu các bạn ạ. Khỏe thì không 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 phủ nhận, nhưng mà nó vẫn yếu sao sao nhá. Tin thì bung rất là mạnh, nhưng mà ít khả năng ra trận này này, đánh đấm trụ không được lâu. Cô ba, ok cô ba thì cô ba, cô ba này ui bút lên vậy. Cái kim búc thủ nó cũng cũng được đấy anh em, cái kim mà búc phòng thủ đâu nói là trông thế thôi chứ búc cũng hơi bị ngon anh em đấy. Đó, búc giảm giáp các kiểu nói chung là cũng ok. Trận
trận này nghe về tôi thua rồi các bạn. Thua rồi. Ai, nói chung là cái việc chọn bet đầu tôi thấy rất quan trọng luôn. Lần sau tôi chạy lại tôi vẫn nhận được chọn con bet khác anh em ạ. Thì chọn cái tem này đánh không ổn chỗ nào anh em. Đây gặp tem của Luza này. Lần sau chắc phải rút đi 10 nhiều tí ra để con bet nào phải thấp ưng ý. Cũng như thần gió hoặc là nói chung là cứ để làm sao tôi rút đã anh em. Hôm sau phải làm trụ hạc đi rút để xem là có nhân phẩm có tới không thì mới tính được các bạn. Chứ giờ nói trước đến hôm đấy không ra thì cũng như nhau. Tất nhiên là cứ bình tĩnh đợi đến đấy rồi. Rồi hắn nói các bạn. Trận này lại thua rồi anh em, không chơi được. Ok, tổng kết ngày thứ 3. Đây buổi chiều ngày thứ 3 anh em. Đây tình hình của cái quốc hiện giờ đây anh em. Nhìn top với cả lever này, như biết rồi này, 27 này. Đó, 32 này. Đó, nhìn hay là các bạn biết cày nó yếu cái nào rồi hay do anh em nạp nhiều server này nạp không biết. Để xem nào. Nạp cũng có 5k, 1k cũng bình thường chứ mấy. Nói chung là do tôi cày vẫn yếu quá ạ. Cố gắng lần sau comeback lại để cày khỏe hơn. Bây giờ cứ tập dần cho quen hết tính năng anh em nhé. Ok, nói chung thì clip ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì bye bye.